Liên quan đến phản ánh có hay không tình trạng lúa chết do nhiễm mặn từ việc làm đường cao tốc ở Hậu Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp các đơn vị liên quan, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp xử lý. Trước đó, theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí, nhiều diện tích đất lúa cạnh dự án thành phần Hậu Giang Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn ấp 9, xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy bị nhiễm mặn đến gần 7 phần ngàn. Tình trạng này làm cho ruộng lúa của nhiều hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng với diện tích gần 3 hecta, lúa chỉ đạt năng suất dưới 7 tấn 1 hecta, tổng sản lượng thiệt hại trên 5,4 tấn lúa. Theo ước tính, dưới giá bán 8.000 đồng một ký, vụ lúa đông xuân 2023-2024, các hộ dân nơi đây thiệt hại gần 44 triệu đồng. Vụ lúa hè thu năm nay, khu vực này tiếp tục có nhiều diện tích lúa từ 25 đến 30 ngày tuổi bị ảnh hưởng, trong đó số bị chết chiếm trên 70%, số bị cháy lá thui rễ từ 20 tới 50 phần trăm.